Các bạn thân mến, sáng nay là sáng thứ năm 21 cây tháng 3 năm 2019. Tôi là Đình Nguyên cùng bà xã đến thư giãn uống cà phê tại cà phê Giảng Giáo trên đường Hoàng Văn Thụ, quận Phú Nhuận. Hiện chúng tôi đang ở trên quán cà phê trên lầu và chưa có ai. Quán cà phê có nhiều sách quý để các khách tới thư giãn có thể dùng để giải trí, đọc giải trí. Ở đây có một trệt và một lầu và đều sử dụng máy lạnh rất mát mẻ. Tôi đã trở lại để dùng bữa ăn sáng và uống cà phê sữa. Khi nào rảnh rỗi các bạn đến uống cà phê Giảng Giáo nghe. Cây Giảng Giáo trên đường Hoàng Văn Thụ, quận Phú Nhuận. Đình Nguyên xin thân mời các bạn.